Ẩn và mình là Mai Chi. Bài hiện tượng siêu nhiên được ghi lại bởi camera hành trình. Năm 2016, camera hành trình của một ô tô tại thành phố Đài Nam, đảo Đài Loan đã ghi lại được một cảnh tượng khó tin. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe phía trước vừa rẽ ra đường thì bất ngờ bụi và rác bốc lên mù mịt. Bão Sadella đã tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ bao trùm lên chiếc xe khiến nó nghiêng ngả rồi cuốn nó đi. Trong tích tắc, chiếc xe mất hút và không còn một dấu vết. Một người phụ nữ cũng đã ngã ra bên đường vì cơn lốc. Những người ngồi trên chiếc xe ghi lại hình ảnh đã hét lên kinh hãi. Hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh cũng như theo dõi những video tiếp theo nhé. Camera hành trình vốn đã được rất nhiều tài xế sử dụng hiện nay. Sở dĩ bởi vì những lợi ích mà chiếc camera này mang lại, bảo vệ tài xế bởi cướp, báo cáo các hành vi lái xe cẩu thả, phải là nhân chứng cho mỗi vụ tai nạn giao thông. Nhưng không chỉ có thế, chắc chắn bọn còn phải mắt chữ O, miệng chữ A hơn, ngay sau khi xem 7 khoảnh khắc đáng giá được camera hành trình lưu lại sau đây. Vượt quá giới hạn. Một chàng trai tên Jean Sawyer đã chia sẻ trên mạng xã hội đoạn camera hành trình về quá trình anh ấy đã vượt quá giới hạn của mình như thế nào. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2015, chàng trai của chúng ta đã có một chuyến đi nhớ đời khi đã cao hứng tăng tốc độ khi đi trên đường đèo bằng chiếc Subaru Forester XT đời 2004. Trước khi đến đoạn nguy hiểm, anh ấy đã vòng một vòng xung quanh những ngọn núi tuyệt đẹp và sau đó anh ta cao hứng tăng tốc khi đi qua hai đường hầm. Rất không may cho chàng trai là khi đến đường hầm thứ hai, anh chàng đã không thể kiểm soát tay lái và đã tạo thành một cú drift suốt hẳn vực sâu. Mặc dù anh ấy đã kịp đạp chân thắng, nhưng chiếc xe vẫn theo quán tính và phi nhanh như một cơn gió xuống vực, để mặc chàng trai chỉ kịp thốt lên, ôi không! May mắn thay, chiếc xe của Short đã đổ ngay trên một phần của ống thoát nước trên vách núi. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đến kịp thời và Short đã được kéo lên cùng với chiếc xe của mình. Một thông tin bật mí cho các bạn biết rằng, một trong những người trong đội cứu hộ là diễn viên Lau Ferdinand, người đã thành công trong vai diễn The Grape Hurst của những năm 1977. Còn về phía nhân vật chính, chắc chắn rằng sau cú drift nhớ đời này, anh ta sẽ ghi nhớ trong tim rằng không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép của mình như thế nữa. Bắt quả tang rồi nhé! Trước khi bạn định gian lận một điều gì đấy thì hãy nhìn trước ngó sau xem xung quanh mình có camera không nhé. Vào một ngày đẹp trời vào tháng 7 năm 2017, có hai người đàn ông tại Anh đã học được một bài học thích đáng khi cố tình gian cảnh để ăn vạ. Không may mắn cho hai chàng trai ấy rằng đã có một chiếc camera được vô tình chuẩn bị trước để hai chàng trai hợp thức hóa vai diễn của bản thân. Kịch bản được sắp xếp như sau. Một chàng trai cùng với chiếc xe máy của anh ta đã lao ra trước mũi xe hơi, rồi anh ấy lùi chiếc xe máy lại để đâm vào chiếc xe hơi và nhảy. Vâng, chính xác là nhảy lên chiếc xe hơi để tạo một hiện trường giả nhằm đổ tội cho người lái xe hơi tội nghiệp. Ngay lúc này, bên đường có ngay một anh chàng cầm sẵn một chiếc smartphone để chụp ngay khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, thay vì thông báo rằng có một chiếc cúp giải Oscar dành cho hai chàng trai của chúng ta, thì người phụ nữ chủ chiếc xe lại thông báo rằng trên xe cô có một chiếc camera hành trình và chiếc camera ấy đã ghi lại toàn bộ vai diễn của hai chàng trai. Sau đó, hai chàng trai của chúng ta đã bỏ chạy. Vụ nổ kinh hoàng tại gia. Bạn luôn nghĩ là nhà là nơi an toàn nhất, không có gì an toàn bằng ở nhà đúng không nào? Có lẽ sau khi xem video này, bạn sẽ suy lại câu nói trên. Tại bang Texas, vào ngày 7 tháng 4 năm 2018, cảnh sát khu vực đã được gọi đến sau khi có một chiếc xe đâm vào một căn nhà và đâm trúng ngay khu vực chứa ga của gia đình. Khi các cảnh sát vừa đến nơi thì căn nhà bỗng nổ tung, người tài xế đâm vào ngôi nhà ấy rất may mắn vì anh ta đã ra khỏi xe kịp thời. Thế nhưng, ba thành viên trong nhà bao gồm DC Bright, 61 tuổi, chồng của bà ấy, Charles và con trai lớn của gia đình đã bị thương nặng. Vụ nổ này đã được ghi lại chi tiết bởi một chiếc camera hành trình trên chiếc xe cảnh sát và một chiếc body camera của một viên cảnh sát khác. Hai cái sai không làm nên một cái đúng. Điện thoại thông minh hiện nay đang là vật dụng không thể thiếu đối với mỗi con người chúng ta. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng chúng ta không được phép sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông bằng bất cứ phương tiện nào, đúng không? Thế nhưng, vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, một vị cảnh sát ở Tulsa, Oklahoma đã dính vào một vụ tai nạn giao thông khi đang đi tuần. Điều đáng chú ý ở đây rằng trước khi sự việc xảy ra,
Camera hành trình cũng lưu lại quá trình vị cảnh sát này lưu thông trên đường và một tay sử dụng điện thoại di động. Sau đó một chiếc SUV bất ngờ lao ra từ bên kia đường và lao thẳng vào ngay trước mũi chiếc xe cảnh sát. Rất may mắn anh ấy cũng chỉ bị xoay vài vòng và không hề bị thương quá nặng. Ngay sau đó vị cảnh sát cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và vụ việc cũng đã được nhanh chóng kìm dần theo thời gian. Anh cảnh sát đã sai khi sử dụng điện thoại khi lưu thông. Tài xế SUV cũng đã sai khi bất ngờ lao từ bụi cây bên đường. Tuy nhiên, hai cái sai không thể nào làm nên một cái đúng. Về sáng khó hiểu giữa bầu trời khuya. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2014, một tài xế người tại một thị trấn của Ras, Nga đã vô tình bắt được khoảnh khắc vàng trên camera hành trình của anh ta. Vào khoảng 6 giờ 30 tối, anh đang di chuyển trên một con đường rất tối và hầu như không hề có một ánh sáng nào lọt vào. Bỗng dưng ngay lúc ấy, bầu trời lại lóe sáng lên, xé tan màn đêm tối như mực ấy. Chẳng lâu sau đó, sau khi chỉ xuất hiện được vài giây ngắn ngủi, ánh sáng ấy lại lê lói biến mất. Cũng đã có rất nhiều người ở khu vực xung quanh ấy kịp sử dụng điện thoại để quay lại khoảnh khắc lạ lùng ấy. Mặc dù đoạn video của người tài xế này đã được nghiên cứu, vẫn chưa ai có thể tìm được một lý do cụ thể cho sự việc bí ẩn này. Có một giải thích khá là hợp lý được mang tên gọi là Aurora Borealis, hay còn được gọi là cực quang phương Bắc. Hay còn có một giải thích khác rằng đây là hiện tượng được gây ra do thiên thạch rơi xuống. Tuy nhiên cả hai giả thuyết trên đều không thể giải thích được sự liên quan đến hiện tượng bí ẩn đã được ghi lại trên camera hành trình. Các thám tử lừng danh Internet đã đưa ra kết luận rằng đây có thể là sự việc liên quan đến các vũ khí quân đội bí mật hoặc là có một người bạn ngoài hành tinh nào đó đến thăm trái đất của chúng ta chẳng hạn. Chuyến xe kinh hoàng. Câu chuyện về mẹ thiên nhiên khi nổi giận luôn là chủ đề hàng năm chúng ta luôn nghe thấy. Mùa hè năm 2015, bão Sudelo đã gây thiệt hại đến Trung Quốc, Đài Loan, đảo Mariana và Nhật Bản. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2015, camera hành trình đã ghi lại quá trình của một người đàn ông và một người phụ nữ đang di chuyển trên xe hơi tại Đài Nam, Đài Loan. Một cơn lốc xoáy đã bất ngờ xuất hiện ngay phía trước xe của họ, cuốn theo mọi thứ, bao gồm cả chiếc xe hơi vừa rẽ ngang trước mặt họ. Khi cơn lốc xoáy đi xa hơn, trời bắt đầu sáng hơn, thì ngay bên phải chiếc xe của họ có một người phụ nữ đã bị cuốn theo và cơn lốc xoáy trước đó, cô ấy ngồi thẳng người ra ở ngay bên đường và nhìn cơn lốc xoáy dần rời xa. Người tài xế đã nhanh chóng xuống xe và hỏi thăm. Cô ấy vẫn còn bình tĩnh và phản hồi lại với người tài xế. Quả là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc. Nếu như lúc ấy, lốc xoáy không thả cô ấy ngay tại thời điểm đó, không biết số phận người phụ nữ sẽ như thế nào. Máy bay điện. Chắc hẳn bạn đã từng nghe rất nhiều về cụm từ xe máy điện, xe hơi điện. Thế còn máy bay điện thì sao? Vào ngày 19 tháng 11 năm 2017, tại thành phố Florida xinh đẹp, người dân đã được chứng kiến một chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp ngay tại đường cao tốc. Rất may chiếc máy bay đã không gây tai nạn gì đến người lưu thông trên đường cao tốc. Tuy vậy thì chiếc máy bay cũng đã chẳng còn nguyên vẹn khi đáp cánh trên đường cao tốc thay vì đường băng như đã hẹn. Quá trình này đã được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc xe cảnh sát đi tuần. Ngay sau khi chuyển hạ cánh không an toàn, phi cơ Max Allen Penedis và hành khách của anh ta George Trigioni đã bước ra khỏi chiếc máy bay với mức độ chấn thương hầu như bằng không. Theo lời anh phi cơ, máy bay đã gặp vấn đề khi đang hoạt động, vì vậy hành động đáp cánh ngay lập tức của anh cũng khá là dễ hiểu. Đây có lẽ là vụ rơi máy bay vi diệu nhất khi không hề có thương vong hay hư hại gì quá lớn. Không biết bạn đã từng bắt được những khoảnh khắc đáng giá và điên rồ như thế nào trong chiếc camera hành trình của mình chứ nhỉ? Nếu rồi thì đừng ngần ngại mà chia sẻ ngay chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới.